Ngô Kiến Huy để lộ loạt hình hẹn hò cùng hot girl kém 9 tuổi, có cả ảnh tắm chung. Sau khi chia tay Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy liên tiếp vướng phải nhiều tin đồn hẹn hò sau nữ. Tuy nhiên với cô nàng Uyên Andy, có lẽ là nhiều chi tiết trùng khớp nhất từ trước đến nay. Vào khoảng một năm trước, Uyên Andy và Ngô Kiến Huy dấy lên tin đồn hẹn hò khi có loạt chi tiết, ảnh mặc trang phục đôi, check-in cùng địa điểm. Tuy nhiên cả hai cho rằng chỉ là những người bạn thân thiết. Đến hiện tại hình ảnh ấy lại lần nữa lặp lại. Nhiều người nhận thấy rằng cả hai trên mức tình bạn vì thường xuyên lộ chi tiết ăn uống, tập luyện cùng nhau. Mới đây, loạt hình ảnh Uyên Andy và Ngô Kiến Huy chia sẻ trên mạng xã hội đã được khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Đa phần những dòng trạng thái của hot girl sinh năm 1997 đều tương tự với ảnh giọng ca truyền Thái Y đã chụp. Trong một vài đoạn clip TikTok, khán giả đã tổng hợp lại số lần trùng hợp ăn chung, tập chung, mặc áo đôi, thậm chí là công khai bức tranh người đẹp sinh năm 1997 vẽ tặng Ngô Kiến Huy khi về nhà mới. Cả hai chia sẻ bàn thức ăn đầy ắp xuất phát từ một địa điểm. Bức tranh mà Uyên Andy vẽ đặt tại căn nhà của Ngô Kiến Huy. Có lẽ vì bị soi quá nhiều nên Uyên Andy đã giới hạn người xem trên trang cá nhân, nhưng những gì mà cô đăng tải lại thường trùng khớp với ảnh của đàn anh hơn 9 tuổi. Ví dụ như giọng ca 8X từng đăng tải món sashimi hoành tráng thì story của người đẹp này cũng có trạng thái tương tự. Hay có những lần đeo vòng đôi. Bên cạnh đó, cả hai còn kề cận nhau với loạt ảnh check-in phòng tập. Vào khoảng thời gian trước, thời điểm dịch bệnh, cặp đôi này vướng nghi vấn sống chung nhà khi cùng chăm mèo của Ngô Kiến Huy và chia sẻ loạt ảnh căn phòng giống nhau. Trước đó, nam ca sĩ đã check-in địa điểm du lịch ở Phú Quốc. Hot girl sinh năm 1997 cũng có mặt tại đây. Loạt ảnh áo đôi của Ngô Kiến Huy và bạn gái tiên đồn, cả hai cho thấy sự đồng điệu đến đáng ngờ. Được biết, Uyên Andy là hot girl của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng đã tốt nghiệp và vừa khoe thẻ luật sư cách đây không lâu. Người đẹp này cũng sở hữu gu thời trang cá tính, gương mặt xinh đẹp. Cô nàng đang là chủ của hai tiệm nail. Uyên Andy sở hữu gương mặt khả ái, có nhiều ưu điểm nổi bật về ngoại hình như chiều cao, nụ cười duyên, đôi mắt to. Không hoạt động nghệ thuật, song nhan sắc cô nàng không thua bất cứ mỹ nhân nổi tiếng nào. Người đẹp 9X thường xuyên khoe ảnh tập luyện thể thao chăm chỉ, chế độ ăn uống hợp lý. Vì lẽ đó, bạn gái tiên đồn của Ngô Kiến Huy có vóc dáng chuẩn, thường xuyên diện nhiều trang phục cắt xẻ. Những phụ kiện mỹ nhân sinh năm 1997 và đàn anh hơn 9 tuổi chia sẻ giống nhau đến lạ. Khoảnh khắc trùng hợp không thể chối cãi của cặp đôi, tuy nhiên cả hai lại cho rằng những chuyến đi như thế này thì đồng nghiệp thân thiết vẫn có thể giống nhau. Từ sau thông tin hẹn hò chàng bắp, lượng người theo dõi của người đẹp tăng vọt, mỗi bài đăng đều nhận về lượt tương tác cao. Tuy nhiên, Uyên Andy lại giới hạn người xem để cuộc sống yên bình hơn. Dù vậy, cô nàng không ngại check-in cùng những món phụ kiện mà bạn trai tin đồn đã chụp. Phía Uyên Andy đã phủ nhận tin đồn hẹn hò khi tắt tin Ngô Kiến Huy và cho rằng đây là ông anh thân thiết. Nam ca sĩ cũng rớt nước mắt trước điều này. Tuy nhiên, một lời giải thích chính thức người trong cuộc vẫn chưa đi đúng vấn đề. Vì thế nên, cứ thấy chi tiết chụp cùng nhau, khán giả lại mang lên so sánh. Sau khi chia tay Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy liên tiếp vướng vào nhiều tin đồn hẹn hò sau nữ. Tuy nhiên với cô nàng Uyên Andy có lẽ là nhiều chi tiết trùng khớp nhất từ trước đến nay. Ông anh này hẳn phải thân lắm nên cô nàng mới thường xuyên đi tập chung, đeo vòng đôi, mặc áo cặp. Ở thời điểm cặp đôi Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh chia tay đã dấy lên nhiều nghi vấn có người thứ ba xuất hiện. Tuy nhiên giọng ca truyền Thái Y phủ nhận, anh cho biết mình độc thân sau chia tay. Ngô Kiến Huy nói, em cũng xin khẳng định là sau chia tay với Khổng Tú Quỳnh em vẫn chưa có mối tình nào. Không lòng vòng, nam ca sĩ vào thẳng vấn đề, nhiều người đang quan tâm, khẳng định mình độc thân. Tuy nhiên sau 2 năm, Ngô Kiến Huy liên tục có những khoảnh khắc trùng hợp với cô nàng hot girl xinh đẹp. Nhiều khán giả cũng mong rằng nam ca sĩ sẽ tìm thấy hạnh phúc sau những đổ vỡ trước đó. Tuy khá tiếc về mối tình 8 năm, nhưng đó cũng đã là quá khứ.